rồi bàn mẫu như em đang thử là quần màu trắng các tình yêu nhá một màu trắng quá đỉnh quá đẹp đúng không hách tân giá man luôn đúng không ạ rồi nhanh chóng comment cho em đi ạ à. hai quần kèm số điện thoại là được nên đơn hàng thành công hàng em có ba sai ạ nhá bác, hàng em có ba màu ạ à. màu trắng như bạn mẫu đang mặc ạ à. màu kem và màu đen màu nào cũng xinh cũng đẹp cả bạn nhá nhanh chóng lên đơn cho em đi ạ à. hai quần kèm số điện thoại là được nên đơn hàng thành công bên em có nhân viên gọi điện tư vấn sai số cho bác luôn được, à. được ạ được chưa ạ giá hôm nay bên em xả sốc luôn, sập sàn từ 250 000 một quần xuống còn 250 000 hai quần và miễn phí giao hàng toàn quốc cho các bác ạ. À. Miễn phí giao hàng toàn quốc các bác nhé Nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công ạ. Quần có đủ bảng size các bác nhá. Có size S, M, L, XL, 2XL à, tương đương với cả 40 đến 65 kg bao vừa bao đẹp cho các bác luôn. Lên đơn comment cho em hai quần kèm số điện thoại là được Ạ. màu trắng như bàn mẫu đang mặc cả bạn ơi thề luôn không bao giờ không hề bị bilo luôn ạ à. màu trắng không hề bilo cả bác nhá đấy nhìn giúp em nhé có túi có hai túi sườn hai bên có khóa sườn bên hông cực kỳ sang chảnh luôn đúng không ạ có khóa sườn cực kỳ sang chảnh luôn nhanh chóng comment cho em hai màu kèm số điện thoại là được ạ à. hàng em có đủ ba màu màu kem màu đen và màu trắng như bàn mẫu đang mặc cả bạn nha cả bạc chia hương giúp em nhé à. quá tuyệt vời đúng không ạ mà bác nào đắc biệt nha bác nào bùng to bùng nhỏ vừa sinh sau đúng không ạ mông to mông xề thì nhanh chóng mua cho em cái quần này Quần này cực kỳ kén bùng luôn đảm bảo với các bác luôn hai tháng sau các bác bùng thể nhỏ lại được chưa? một tháng hai tháng sau là bùng nhỏ lại được chưa? nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại là được ạ à. ngày mai bên em có nhân viên gọi điện tư vấn sai các bác không cần phải hỏi em rằng uh, mặc size gì vừa không cần nhá ngày mai bên em có nhân viên gọi điện tư vấn rồi các bác yên tâm luôn nhá nhanh chóng comment cho em đi ạ à. màu trắng màu kem và màu đen hai quần kèm số điện thoại là được đến đơn hàng thành công em bao giá bao chất toàn thị trường các bác được kiểm tra hàng nhé yêu cầu các bác nhận hàng của bên em phải kiểm tra hàng so xem chất lượng sản phẩm của nó như thế nào đẹp các bác nhận hàng không đẹp các bác hoàn về lại giúp em được chưa đẹp thì nhận hàng không đẹp thì các bác giả lại không mất bất cứ một cái chi phí nào 250.000 hai quần và miễn phí ship toàn quốc. Miễn phí giao hàng đến tận nhà cho cả bác luôn ạ. À. Nhanh chóng comment cho em nhé. Hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường. Đẹp cả bác nhận hàng không đẹp cả bác giả lại hàng cho em được chưa các bác ơi? Nhanh chóng comment cho em đi ạ. À. Đủ ba tông màu nha chị gái ơi, đủ ba tông màu cho cả bác lựa chọn luôn được chưa ạ? À. Đủ ba tông màu nhá. Màu nào cũng xinh cũng đẹp luôn ạ. À. Rồi, nhanh chóng cho em đi. Màu kem cả bác ơi, màu kem quả tuyệt vời, màu đen và màu trắng như bạn mặc mẫu 妈妈吧？ Đấy, mặc mã này à, mặc đi công sở, đi làm, đi tiệc, đi đâu cũng được nha Kết hợp với cả áo sơ mi này, áo phông này, áo gì cũng xinh Áo chế và áo hai dây đều xinh cho em được chưa Nhanh chóng comment cho em đi đơn từ hai quần trở lên Đúng rồi bác ơi, một quần bên em không xịt đâu Hôm nay bên em xả sốc luôn 250.000 hai quần và miễn phí giao hàng đến tận nhà Không ở đâu bán rẻ như thế này đâu ạ à nhá Cho nên các bác phải nhanh chóng comment Và nhanh chóng đừng bỏ lỡ cái cơ hội ngày hôm nay Để mua được hai cái quần cực kỳ xinh đẹp như thế này đúng không ạ? Đấy, 1 m 50, 1 m 48 nhanh chóng comment cho em luôn, không bao giờ sợ bị uh, bị dài, bình bị, bị cái quân dài đâu nhé. Quân này mặc lên cực kỳ tôn dáng luôn các bạn ạ, mặc lên cực kỳ tôn dáng luôn đúng không ạ? Đấy, nhìn giúp em bàn mẫu đang mặc quá tuyệt vời đúng không nhá. Rồi, ok tình yêu luôn, hai quần kèm số điện thoại cho em là được lên đơn hàng thành công. Em bao giá, bao chất toàn thị trường. Đẹp các bác nhận hàng, không đẹp các bác giả lại hàng cho em. Hàng em hàng quần Vitech Hàng là quần Vitex hàng loài 1 các bác nhá, quần Vitex hàng loài 1, không bao giờ xù, không bao giờ cắn chỉ luôn. Cạp đặc biệt là cạp của nó là cạp cao 6 phân. Cạp cao 6 phân này kén bùng quá tốt các bác nhá. Chị em nào vừa mới chính xong thì mua ngay cái quần này tại vì nó kén bùng cực kỳ tốt luôn, cực kỳ chuẩn luôn. Sau một tháng đảm bảo các bác là bùng nó nhỏ lại không cần phải mua cái kén cái cái, 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 cái kén bùng để mặc cho nó khó chịu đâu. Hai quần kèm số điện thoại cho em, có túi sườn, có túi hai bên đừng điện thoại đừng tiền thoải mái đúng không chị em nhà mình chị em nhà mình đi làm công sở đấy buổi trưa đi ăn không cần phải mang ví đâu chỉ cần đừng cái tiền nóng này đừng điện thoại nóng này ok có cả khóa các bạn nhá khóa giọt lề ở bên hông này cực kỳ sáng nhá mắc lên quá sáng luôn đúng không ôm bùng còn sáng hách chân dã man luôn đúng chưa các bạn ơi nhanh chóng comment cho em nhá Đấy, nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại cho em ạ ngày mai bên em có nhân viên gọi điện tư vấn sai số mặc sai nào như thế nào các bác nhé rồi khi cả mặt mua hàng của bên em cả bác mua hàng của bên em có quyền được kiểm tra hàng có quyền được kiểm tra hàng bóc ra kiểm tra không đẹp không đúng như sổ em quảng cáo thì các bác không nhận hàng và giả lại hàng cho em Đấy, bên em có 3 tông màu cho các bác lựa chọn luôn. Tông màu màu trắng như bản mẫu như em đang đang mặc ạ. À. Tông màu kem ạ. À và tống màu đen cho các bác luôn màu nào cũng xinh luôn cho các bác hãy mua hai ba quần về mà mặc cho em thay đổi nhá Mặc cái quần này thay đổi quá đẹp đúng không ạ nhanh chóng đi đơn cho em hai quần kèm số điện thoại là được các bác nhá hai quần kèm số điện thoại cho em là được luôn ạ rồi quần này nó là quần cạp cao cho nên nó kén bùng cực kỳ tốt luôn ạ chị em không nên bỏ lỡ cái cơ hội ngày hôm nay chỉ duy nhất ngày hôm nay bên em xả 250.000 một quần xuống còn 250.000 hai quần và miễn phí giao hàng Miễn phí giao hàng ạ à. Comment cho em hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng thành công Có số điện thoại là bên em mới chốt đơn các bạn nhé Không hỏi em là đã được lên đơn hay chưa Đấy, không cần phải hỏi em đâu Chỉ cần comment cho em hai quần kèm số điện thoại Ngày mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện và tư vấn sai số cho các bạn luôn Đấy, bây giờ bên em sẽ thử cho các bạn màu kém các bạn nhé Để ra thử màu okay. kém Bản mẫu nha em thử, màu kem này bác ơi, quá tuyệt vời đúng không ạ? Màu kem. Uh, nhanh chóng comment cho em nha, màu kem cả bác ơi, quá nhã nhặn luôn ạ. À. Đấy, gòn dáng dáng man, các bác lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ. À. Hai quần kèm số điện thoại là được lên đơn hàng màu uh, lên đơn hàng thành công. Đấy, mà quần này chân dài miên man nha, hack dáng dáng man luôn ạ. À không hề bị lộ các bác nhá. Quần này không hề bị lộ và có túi sườn hai bên cả bác lưu ý giúp em. Chất cực kỳ đanh mảnh mịn nó là chất Vitex Hàn cao cấp hàng loại 1. Chất đanh mịn dày dặn không bao giờ bị lộ. Các bác nhớ kiểm tra hàng cho em rồi mới nhận hàng được chưa? 250.000 hai quần và miễn phí ship hàng tần nha. Đấy, miễn phí ship đến tần nhà cho em được chưa? Quần nhà em lưu ý giúp em nhé quân em có đầy đủ sai số đàng hoàng thứ hai nữa nó để tránh hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng trên bọc hàng em có số điện thoại hotline có tên số đàng hoàng cả bác nhá nhớ giúp em đúng hàng thì các bác nhận hàng còn không đúng ạ các bác vui lòng giả lại cho em đấy cho nên các bác cứ yên tâm luôn hàng bên em bán quá rẻ chất lượng tốt cho nên mới cho các bác kiểm tra hàng đúng không ạ thứ ba nữa quần nhép có hai túi trước và có khóa sườn ở bên hông cực kỳ sáng chảnh luôn đấy hai quần chỉ có 250.000 và miễn phí giá hàng toàn quốc à, rất là rẻ đúng không ạ đặc biệt các bác ơi ngày hôm nay bên em bên em đã thiết kế cái quần này nó là quần cạp cao nó là quần cạp cao 6 phân cho em được chưa Ken vùng cực kỳ tốt luôn Quần cạp cao 6 phân Ken vùng cực kỳ tốt Cho nên chị em nào vừa mới sinh xong Chị em nào vừa mới chính xong thì nhanh chóng mua ngay cái quần này cho em Tại vì quần này nó là quần cạp cao Cho nên nó tôn dáng này uh, Kén được bùng này Đấy Chị em nào bùng uh, mông xề cho em Mặc luôn cái quần này cho em quá đà đẹp luôn đúng không ạ Nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại là được đi đơn hàng thành công Em bao giá bao chất toàn thị trường Đẹp các bác nhận hàng Không đẹp các bác giả lại hàng giúp em được chưa Hàng em có size số từ S, M, L, XL và 2XL Đảm bảo cho các bác từ 40 đến 65 kg bao vừa bao đẹp cho em được chưa? Khi mua hàng bên em cả bác có quyền kiểm tra hàng, có quyền bóc hàng đã kiểm tra đúng như chất lượng sản phẩm nhưng em quảng cáo thì các bác nhận hàng còn không đẹp không không đúng thì bên các các bác không nhận hàng nữa mà hoàn về giúp em và không mất bất cứ một cái chi phí nào. Lưu ý giúp em hàng của bên em có 3 tông màu cho cả, cho các bác lựa chọn. Tông màu kem như bản mẫu đang mặc của cực kỳ nhã nhành luôn. Chị em nào yêu thích tông màu kem hãy comment cho em màu kem kèm số điện thoại ạ. À. Chị em nào yêu thích màu trắng comment trắng. Chị em nào yêu thích màu đen comment đen cho em. Ba cái tông màu này quá chuẩn các bác nhé quá chuẩn luôn đấy quá đẹp luôn các bạn ơi đấy chị em nào lấy màu nào comment màu đấy luôn luôn giúp em Quá tuyệt vời luôn đúng không? Cả bác ơi, quần này mặc đi đâu? Mặc đi công sở, đi làm, đi tiệc đều ok cho em Mặc kết hợp với cái áo sơ mi, áo áo crop top, áo hai dây, áo phông đều ok cho em Cực kỳ dễ kết hợp luôn đúng không? Nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại cho em là được đi đơn hàng thành công Bác ơi đừng hỏi em là cao 1m58, nặng 45kg mặc vừa không? Không cần phải hỏi nhá Các bác không cần phải hỏi nhiều chỉ việc lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại là được nhá Là được lên đơn đơn hàng thành công bên em lên đơn hàng bằng hệ thống tự động cho nên phải có số điện thoại ngày mai bên em sẽ có đội ngũ nhân viên gọi điện tư vấn sai số Đấy, gọi điện tư vấn sai số và tư vấn màu cho các bác luôn Đấy, chị em nào hợp màu nào như thế nào là có nhân viên nhà em đã gọi điện tư vấn rồi Cho nên các bác cứ yên tâm 100% một một Hàng bên em bao chuẩn, bao đẹp luôn Tôn dáng giá man luôn được chưa Nhanh chóng comment cho em cạp là cạp cáo rồi Cạp cáo 6 phân ken bùng Cạp cáo qua rốn ken bùng cực kỳ tốt luôn Nhanh chóng comment cho em nhé hai quần kèm số điện thoại là được đi đơn hàng thành công Em có ba tông màu nhá Tông màu màu kem như bản mẫu như em đang mặc ạ à. Màu trắng, màu đen các bác Ơi, màu nào cũng xinh cho em được chưa? Đấy, không nên bỏ lỡ cái cơ hội ngày hôm nay. Bên em xả sốc luôn, xả sập sàn chỉ có 250.000 một quần, xuống còn 250.000 hai quần. Và đặc biệt các bác được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn giao hàng tận nhà và không mất phí ship các bác nhé được chưa nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ à. là được lên đơn hàng thành công em bao giá bao chất toàn thị trường đẹp các bác nhận hàng không đẹp các bác giả lại hàng tụi em được chưa đấy cực kỳ đẹp đúng không ạ Mặc mã này đi đâu, đi công sở đi đâu cũng được Mặc đi làm, đi chơi, đi tiệc, đi đâu cũng được cho em được chưa Mặc kết hợp với cái áo sơ mi Áo phông, áo hai dây, áo chế vai đều ok cho em cả bạn nhá Nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm phối thoại ạ có đủ ba tông màu cả bác nha đừng hỏi em là có màu gì em đã giới thiệu từ lúc nãy đến giờ rồi có ba tông màu cơ bản màu kem như bản mẫu đang mặc màu đen màu trắng ạ à. có đầy đủ size số s m l XL, H, xl tương đương với cả 40 đến 65 kg các bác mặc vừa cho em được chưa bản mẫu như em cao một m sáu và nặng 47 kg đang mặc size s cho em nhé một m sáu bốn kg đang mặc size s cho em được chưa nhanh chóng lên đơn cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ à? là được đến đơn hàng thành công em bao giá bao chất toàn thị trường đẹp các bác nhận hàng không đẹp yêu cầu các bác hoàn trả lại hàng cho em chất của nó là chất vi hàn cao cấp hàng loại một không bao giờ xù, không bao giờ nhăn, không bao giờ cắn chỉ cho em. Đấy, không bao giờ bị lồ các bác nhá. Quần màu trắng hay màu kem mặc không bao giờ bị lồ luôn được chưa? Nhanh chóng lên đơn cho em. Hai quần kèm số điện thoại đi ạ là được đến đơn hàng thành công. Có số điện thoại là có đơn hàng các bác nhá. Có số điện thoại là có đơn hàng thành công được chưa? Nhanh chóng comment cho em. Hai quần kèm số điện thoại là được đến đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất rồi, bao giá bao chất toàn thị trường được chưa cả bạn ơi Báo giá bao chất toàn thị trường rồi cho nên các bác không bao giờ phải lo bất cứ một cái gì đấy quân nhé em có hai túi trước cho các chị nhà mình Đường điện thoại đừng tiền thoải mái cho em được chưa có khóa sơn một bên rất là sang trọng luôn cặp câu 6 phân đảm bảo kết được bùng cho chị em nhà mình luôn ạ à. chính vì thế ngày hôm nay các bác đừng có bỏ lỡ cái cơ hội ngày hôm nay nhá. Bên em xả sốc luôn, xả sập sàn 250.000 hai quần và miễn phí giao hàng đến tận nhà cho các bác luôn. Nhanh chóng, nhanh chóng chia sẻ cái livestream này và lên đơn cho em. Hai quần kèm số điện thoại là được ạ. À. Ngày mai bên em sẽ có đội ngũ nhân viên gọi điện và tư vấn sai số cho các bác luôn, được chưa? Rồi, ok, mặc thử màu đen cho em xem. Ok, tình yêu luôn. Bây giờ bên em sẽ thử sang một cái màu đen các bác nhá. Một màu đen quá tuyệt vời luôn ạ. À. Nhanh chóng à bé đen thử sáng màu đen giúp ạ rồi, bàn mẫu như em đang thử là quần màu đen các bạn ơi Nhìn nhìn giúp em nhá, quá tuyệt vời đúng không? Quần màu đen quá tuyệt vời các bạn ơi Nhanh chóng cho em comment cho em hai quần kèm số điện thoại cho em là được đến đơn hàng thành công Em bao giá bao chất toàn thị trường các bạn nhá Bao giá bao chất toàn thị trường Bây giờ bàn mẫu như em đang thử quần màu đen với áo hai dây đấy Các bạn nhìn giúp em nhá Màu nào cũng xinh cũng đẹp luôn ạ Màu nào cũng xinh cũng đẹp nhá Kết hợp với cái gì cũng đẹp và vừa kết hợp với cả áo sơ mi Vừa kết hợp với cả áo hai dây để mặc đi tiệc ok luôn cho em đấy mình mặc đi làm mình có thể kết hợp với cả áo sơ mi, áo phông đều ok đấy. còn mình đi chơi mình có thể kết hợp với cả áo hai dây, áo che vai đều ok cho em được chưa? nhanh chóng cho em đi quá tuyệt vời luôn là quá tuyệt vời cho em được chưa cả bạn ơi? À, comment cho em hai quần kèm số điện thoại là được đi ngân hàng thành công nhá. em bao giá bao chất cho cả bác toàn thị trường. Nhà nào bán rẻ hơn mà chất lượng sản phẩm đẹp như thế này Em cho cả bạc, em đền tiền lại cho cả bạc luôn Đền lại 100% luôn được chưa Đấy, cho nên cả bạc yên tâm Mua hàng của bên em là ok luôn Đấy, đảm bảo đẹp luôn Nhớ giúp em đúng tên sổ cả bác nhận hàng Đúng số điện thoại hotline trên bọc hàng cả bạc mới nhận hàng cả bạc nhá Lưu ý giúp em nhé Đấy, em đã ghim số điện thoại ở trên rồi Tên sổ ở trên màn hình rồi Cả bạc nhá Cho nên cả bác hãy để lại cho em như thế nào Đúng tên, đúng số điện thoại các bác nhận hàng giúp em Không đúng tên, không đúng số điện thoại các bác lưu ý không nhận hàng Được chưa? Để tránh phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng các bác nhé Đấy, hàng của bên em em báo chất báo giá toàn thị trường Chất của nó là chất vi tách hàn cao cấp hàng loại 1 Chất vi tách hàn cao cấp hàng loại 1 đảm bảo cho các bác luôn đánh mìn mềm Được chưa? không bao giờ xù không bao giờ mỏng luôn chất cực kỳ dày dặn luôn đấy nó không phải là quá dày nhưng mà nó rất là đẹp luôn được chưa các bác ơi nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại nhé là được lên đơn hàng thành công em bao giá bao chất toàn thị trường đẹp cả bác nhận hàng không đẹp cả bác hoàn giả lại cho em được chưa không mất bất cứ một cái chi phí nào đấy hàng của bên em là bên em cho cả bác kiểm tra hàng cho nên cả bác không cần phải lo nghĩ gì rồi quần màu trắng em xem Đây chị gái ơi quần màu trắng, quần màu đen và quần màu kem ba tông màu cơ bản và phổ thông nhất và hot nhất thị trường hiện nay được chưa? Ba cái tông màu này cực kỳ hot luôn. Các chị nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ để được lên đơn hàng thành công. Đấy, hàng này em bao giá bao chất luôn cả bác ơi, chị em nào người hơi mập một tí thì hãy nhanh chóng mua cái quần màu đen này cho em tại quần màu đen này nó cực kỳ hách dáng nó che được rất là nhiều khuyết điểm của mọi người thứ nhất bùng chị em nào to bùng dưới to vừa mới sinh xong thứ hai nữa là chân cong các bác ơi đặc biệt các chị em nào chân cong mua ngay cái quần này về mặc đảm bảo các chị em không bao giờ ai biết được là chân mình đang có khuyết điểm là cong và thứ ba nữa chị em nào đùi to đấy, đùi to thì cũng nhanh chóng ngôi quần này về mà không bao giờ ai biết được rằng là mình đùi khổng lồ đấy, đùi chân là đùi vói luôn đấy, các bác nhá, chị em nào gì nhờ chị em nào là, em nào là uh, mông xệ mông uh, mông uh, mông nhỏ thì hãy mua ngay cái quần này về mà cực đảm bảo cực kỳ là tôn uh, tôn mông đấy, cho nên kể quần này em nói thật quần này là quần siêu phẩm Quần siêu phẩm tại vì nó có rất là nhiều tác dụng các bác nhá. Nó che được cực kỳ nhiều khuyết điểm của chị em mình. Đấy, nhanh chóng lên đơn đi chị em mình ơi, nhanh chóng lên đơn cho em đi. Hai quần kèm số điện thoại là được nên ngân hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường. Đẹp các bác nhận hàng, không đẹp các bác yêu cầu giả lại hàng cho em được chưa? Đấy, đẹp thì nhận hàng, không đẹp thì giả lại hàng cho em, không mất bất cứ một cái chi phí nào đâu. Ok chị ạ. Hàng em có đầy đủ size số các bạn nhá. Hàng có đầy đủ size số S, M, L, XL và 2XL. Đấy, đảm bảo từ 40 cho đến 60 kg bao vừa bao đẹp cho em. Không không vừa không đẹp bên em có quyền được đổi lại hàng. Được chưa ạ? Đấy, quần bên em là quần hàng Vitex hàng loại 1 đảm bảo cho các chị em luôn. Đấy, rất là đẹp luôn, có gian nhẹ, không xù và không cản chỉ cho em được chưa? Không bao giờ xù và không bao giờ cản chỉ, có hai túi trước và hai túi hai à, túi trước và có khóa sườn ở bên cạnh rất là sang trọng luôn. Cặp quần của nó là cặp quần cao 6 phân giúp em nhé. Quần cặp quần cao 6 phân ken bùng cho chị em nhà mình. Đấy, chính vì hôm nay bên em xả sốc từ 250.000 một quần xuống còn 250.000 hai quần và miễn phí giao hàng toàn thị trường. Miễn phí giao hàng toàn quốc cho cả bác luôn. Nhanh tay nhá chị em nhà mình hãy nhanh tay nhanh tay chia sẻ cái livestream ngày hôm nay để để à, đạt được những cái quần mà mình ưng ý nhất. Đấy, để đạt được những cái quần mình ưng ý nhất các bác nhá. Nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại là được đi đơn hàng thành công. Em bao giá bao chất toàn thị trường. Cặp là cặp cao 6 phân ken bùng cực kỳ tốt luôn được chưa? Các bác ơi cặp cao sáu phân kem bùng cực kỳ tốt nhanh chóng comment cho em hai quần kèm số điện thoại đi ạ à, là được lên đơn hàng thành công em bao giá bao chất toàn thị trường đẹp cả bác nhận hàng không đẹp cả bác hoàn trả lại cho em được chưa không mất bất cứ một cái chi phí nào lưu ý giúp em nha tên số của bên em đã ghi ở trên uh, màn hình rồi cả bác lưu ý cho em đúng tên số đúng số điện thoại hotline cả bác nhận hàng không đúng cả bác hoàn trả lại cho em không nên nên nhớ là không nhận nhá không đúng thì không không nhận cho em được chưa đấy ok tình yêu luôn hai quần kèm số điện thoại đi ạ à, là được đến đơn hàng thành công. Em bao giá, bao chất toàn thị trường cho các bác rồi. Không đẹp không đỉnh giả lại em, được chưa? Không đẹp không đỉnh giả lại hàng cho em đấy, nhìn cho em đi. Quần này em đảm bảo với các bác luôn, mặc đi đâu cũng được, mặc đi chơi đi làm đi tiệc đi đâu cũng xinh cho em được chưa? Đấy, kết hợp với cả áo sơ mi hay áo hai dây như bản mẫu như em đang mặc để đi chơi ok luôn cho em. Kết hợp với cả áo phông đều ok các bác nhá, quá tuyệt vời, mặc lên quá sang chảnh luôn. Không bao giờ mà người ta bảo là rằng một cái quần này có hai uh, bao nhiêu 125.000 và miền thì gì đâu. Không bao giờ ai bảo là cái quần này có giá chỉ có hơn 100.000đ đâu nhá. Đấy, các bác nhá, rẻ nhất định Bắc Bộ luôn cho các bác. cứ yên tâm luôn. Mua hàng của bên em đảm bảo chất lượng, quá đẹp, quá rẻ luôn được chưa? Có quyền kiểm tra hàng thoải mái cho em được chưa? Rồi, bây giờ bên em sẽ thử cái quần màu trắng các bác nhá, thử quần màu trắng cho các bác luôn ạ. À.